Hi, welcome back to my channel. Start Critical Sleeper Body Assassin. Let's go. Cell phone. Mỗi chàng cầm chiếc điện thoại. Xem mình ra đâu. Đây rồi. Running ball vào. Mọi anh chàng đang chạy. Mình sẽ phải tiêu diệt anh này nữa. Mình sẽ đánh chàng này trước. Rồi và bây giờ thì sẽ là tựa đề tiếp theo. Get off! Đi thôi, chạy thôi. Oh my god, chúng ta khá là khỏe, không làm gì luôn. Ok, rồi và tới cái tiếp theo.
time for this. Hello? Kay. Cứ theo Vice đi. Get some sleep, he says. Give me an ID. Let's go. Sau đó thì các bạn sẽ tiếp tục đến điểm L và nhận nhiệm vụ tiếp theo trong cái này. Ok. Rồi, và thực hiện tiếp theo. GTA đã ra.
Let go. Just a liability, CJ. I got with them motherfuckers, though. Sold them niggas who's gangster. Ride a nigga. So when you leaving, Carl? I ain't sure. Thought I might stay. Things is fucked up. Well, the last thing we need is your help. Ah, man, I won't let you down. I swear. Hey, we gonna call some hood rats and chill the hell out. You want some? I got a whole lot going on. I'm tired. I'll catch y'all later. Hey, yo, just drop in. We all hanging out. Gia, and get yourself some colors, fool. And a haircut. It's embarrassing to be seen with you. Okay. Move it some way.
Let's go. Mình xin phép dừng clip tại đây. Hẹn gặp lại các bạn trong clip tiếp theo. Bye bye.